máy 30 phá là phải chạy, máy 55 là không cần chạy. Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Bắt đầu tháng 8 là những cái tháng của xây dựng các bạn ạ. Sau tháng 7 được nghỉ hè, không đụng vào những cái công việc như phá dỡ, rào móng, thì cái tháng 8 này là cái tháng bắt đầu người ta phá dỡ và đào móng nhiều. Hôm nay thì con Doosan DX55 phiên bản 2017 của bạn mình Minh Đức đang tiến hành phá dỡ một cái căn nhà cấp 4. Đây, các bạn nhìn toàn bộ đây là cái không gian của căn nhà cấp 4 này. Căn nhà này thì cũng đã trải qua rất nhiều năm rồi các bạn ạ, đâu đó 40-50 năm rồi. Do nhu cầu là xây những căn nhà mới đây nên là bác chủ của chúng ta đang tiến hành là phá bỏ những căn nhà cũ này đi để xây vào đó là xây dựng những căn nhà mới khang trang và đẹp hơn các bạn. Cái căn nhà cổ mà hôm bữa trước mình quay cho các bạn, cái căn nhà mà con máy nhỏ phá ấy, thì nhà đấy thì được họ dỡ hết những cái phần đòn tay xà gồ rồi, nhưng mà nhà này thì do các bác chủ nhà già yếu rồi nên nó không dỡ bằng tay nữa, để cho máy phá luôn. Dĩ nhiên phá bằng máy thì nó sẽ nhanh, nhưng mà đồng nghĩa là cái máy nó sẽ nguy hiểm hơn. Rồi, những cái cột như kẹo. Cái này mà phá ngoài thận là những cái cột cái kèo rồi những cái thanh luồng rồi tre nó văng ngược vào máy ấy. Đấy, những cái cột rất là to. Cái này mà nếu như có người giữ thủ công được thì sẽ giữ được. Đây, bác chủ nhà ra đây. Đây là một cái khuôn nhà rất là rộng ạ. Phía bên tay phải bạn, đây là một cái đường trong xóm này. Khu này đường rất là rộng. Nhà này là nhà 3 gian. Có tải chúng ta phá được 2 gian rồi, còn cái gian cuối cùng này. Rộng lắm không ạ, không đổ đâu. Cháu cùng với máy. Cháu với máy. Sạch sẽ gỗ thì mới tấn công vào được sâu bên trong các bạn nhé. Quá nhiều gỗ luôn, toàn bộ những cái thanh xà gồ, đòn tay rồi những cái thanh mái nhất. Đấy, nếu như cái này mà gỡ bằng tay thì đôi 3 phút là đẩy sập hết rồi. Đấy. Lúc này thì cái phía phần tay phải các bạn đây thì thuộc ráp đường nên đổ ra đường cũng không sợ. Phía bên kia thì nhà hàng xóm nhưng mà đất cũng rất là rộng nên là không lo vấn đề đổ ra nhà hàng xóm. Các bác chủ nhà đang tính xem là nên phá cái bức
tường này không bạn này, đây này, vì giáp với mép đường này có một cái bức tường nhỏ, tường này xây bằng đá. Tháng này là cái tháng của sự phá hoại nhiều bạn. Đấy, hầu như bây giờ là tháng 8 là tháng đẹp này nhất, là người ta sẽ phá nhà và đào móng. Đấy, củi thì gỗ được chất sang một bên này để người ta lấy lại, người ta đun, người ta nấu rượu. Hầu như cái cột kèo này không sử dụng lại được nữa vì nó mối mọt hết rồi. Đấy, luồng riết nó cọ vào máy. Vâng, phải làm đường sạch mới lên được ông ạ, để tránh đinh giết nó vào lốp. Làm đường phẳng lên này, bảo vệ lốp. Khóa này chủ yếu là làm một cái đường chuẩn đi. Thì những cái phần gỗ ghiết này rất là lắm đinh. Nếu không làm đường chuẩn là dễ dàng thủng lốp đó. Lọc gỗ trước. Đây. Không dỡ những cái phần luồng liếc đi rất là vướng vào máy. Nào, ăn bước nào trước. Đấy, ăn cái bước giáp hồng kia trước. Toàn tường vôi.
làm xong đây. Ông xong lại lâu quá. Bây giờ xây luôn à? Ừ. Đâu phá hết cái kia đi có đường vào đã ông ạ. À. Cứ để. Để phá hết cái kia xong đã ông ạ. À. Phá xong nó có lối vào là nó phá chứ. Tí là xong như mấy ông. Đó, bắt đầu những cái bức tường ngang. Bên dưới là đá, bên trên là gạch. Gian này gian cuối cùng đây, nào, nó đổ đi đâu? Đấy, vỗ trước để nó rụng hết ngoài đi này. Đấy, cái này mà phá sập cả mảng là đổ nó văng cái phần gỗ đi lung tung lắm, nên phải giữ cái gỗ trước này. Đấy, nó đổ rồi. À, róc dần dần này. Nào, xem chơi cả mảng luôn nhá. Đấy. Rồi, đổ bức tường đằng trước. Ê, trên nhà có tổ ong kìa. Nóc nhà có tổ ong kìa. Ong vàng. Đấy, phá rụng chơi hết ngói rồi. Có tổ ong vàng này. Đấy, sập hết cái phần ngói rồi. Chỉ còn là hai bức tường nữa là xong. Chúng ta đang dọn dẹp những cái tấm tôn, tấm bờ rô để máy nó phá nốt cái bức tường giáp ven đường. Ui, tường kia nó lung lay rồi. Và loại này thì vai nhẹ đổ. Nào, sập nào. Đấy, nó còn gỗ bên trên thì nó vẫn giữ lại được. Này, máy 30 phá có thể chạy, máy 55 không cần chạy.
phút 30 giây là hầu như đã sập hoàn toàn rồi các bạn. Bước này là bước cuối cùng. Đấy, gỗ lọc ra một bên, chạc gạch lọc ra một bên. Cái này người ta chỉ lấy để nấu rượu thôi, bạn không sử dụng lại được vì nó cũng mối mọt hết rồi. Toàn bộ xây bằng vôi nên là rất là mềm. Bước cuối cùng đây. Nào, cả mảng luôn. Nó không chịu vỡ cả mảng mà nó vỡ từng tạc này. Xong xuôi rồi các bạn. Đấy, như vậy là sau một khoảng thời gian đập phá thì căn nhà cổ, một căn nhà cấp 4 đã qua rất là nhiều năm sử dụng, đã tan tành mây khói. Đấy. Đấy, đúng gọi là tan hoang cửa nhà luôn. Bây giờ thì sẽ chờ cho bác chủ nhà nhặt cái phần gỗ đi. Vâng. Bây giờ thì chờ người ta dọn dẹp cái phần gỗ, sau đó máy sẽ tiến hành san sửa ra nữa là xong các bạn ạ. Rồi, video của mình ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo.